Nếu một người mà đi xuất gia, đặc biệt là con trai một trong nhà, vậy thì tổ tông sản nghiệp của cha mẹ ông bà gầy dựng bao nhiêu năm nay, sau này cha mẹ mất rồi sẽ rơi vào tay người khác, mà mình xuất gia như vậy liệu có lỗi với tổ tiên ông bà cha mẹ của mình không? Ngay ban đầu á, khi mà sư nhìn cái câu này, vốn dĩ sư không muốn trả lời, nhưng mà thôi thì thấy nó cũng thú vị, thành ra là trả lời chút cho nó vui. Trong tạng luật á, ngay từ cái bài đầu tiên, là một vị tỳ kheo khi mà xuất gia như vậy là con trai một ở trong nhà đó, trong khi đó là vị này là có bà vợ đẹp lắm nhưng mà không, chưa có con. Cha mẹ mới tìm mọi cách để lôi kéo cái đứa con của mình về đó, trong khi đó vị này tu rồi, chất đống tài sản ở trước mặt đó đó, và nói là bây giờ con không có, bây giờ con nhà không có con nối dõi, mà bây giờ con đi như vậy đó thì bây giờ tiền bạc như vậy là ai xài Đền đấy. đền Thì vị này mới nói đó, bây giờ đó cha mẹ đó đem tiền bạc này, là núi vàng núi bạc này, đem đổ xuống sông đi, nó ít tội hơn. Nói như vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì á, cái số tiền đó mình hưởng á, thì nó cũng chỉ là để tăng cường những cái sự hưởng thụ thế gian thôi. Thứ nhất là mình không đem lại, không đem nó được qua đời sau kiếp khác. Thứ hai là những thứ tài sản đó đó, nó có giúp quý vị sanh thiên không? Nó có giúp quý vị giải thoát giác ngộ hay không? Đừng nói với sư là quý vị đem cái đó đi bố thí nha. Vậy thôi sao không đi tu hẳn đi, rồi bao nhiêu tiền đó mình bố thí sạch luôn. Đấy, cho nên á, cái chuyện mà không có ai mà thừa hưởng cái gia tài á, cái gia tài đó trong mắt quý vị là nó quý, chứ còn trong mắt các bậc thánh nhân á, đó là cái đáng để bỏ đi. Biết bao nhiêu vị tài sản gia tài bạc triệu á, mà các vị đó còn bỏ sạch, cái đó không có cái lỗi gì đối với tổ tiên hết nha. Mà chẳng những như vậy đó, Phước nó có phước nữa. cha mẹ có phước báo. Cha mẹ có phước, ông bà có phước, tổ tiên dòng họ có phước, tất cả những ai là thân bằng quyến thuộc của mình đều có phước. Do đâu? Do khi mình tu, mình có Hiền quang học đạo nè, mình có hành đạo nè, mình có hành thiền nè, thậm chí là mình có bố thí nè, mình có làm tất cả các việc công đức, mình hồi hướng, thì phải nói là ông bà cha mẹ được nhờ. Xin thưa quý vị nha, quý vị ở đời đó, mình ôm một đống tiền ở đó, chưa chắc thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của mình hưởng được một xu một cách nào đâu. Mất rồi mà đâu hưởng được một xu một cách nào. Tại vì á, mình ít cơ hội mình lập phước lắm. Nhưng mà khi mình vào chùa á, xin nói thiệt nha, mấy ông sư á, làm phước nhiều hơn quý vị á. Không tin thôi, mấy ông sư làm phước nhiều hơn quý vị. Cho nên là xuất gia được thì đi xuất gia nha, còn thiên hạ nói thì xin thưa lời nói gió bay. Cái hồi quý vị đi tu đi, nó tốt cho mình. Đi từ là cái này đúng không? À, quý vị nghĩ sao vậy? Bỏ đi cái bỏ đi cái làm sinh tử luân hồi này, quý vị cho rằng là tội lỗi là có lỗi là sao? Bỏ đi cái để làm sinh tử luân hồi là cái tài sản. Đơn cử cái người đầu tiên bỏ nhà đi là Bồ Tát Siddhartha, Thái tử Siddhartha, ngài bỏ đi xong rồi ngài thành Phật. Thì Kéo nếu con có lỗi là Đức Phật ngài có lỗi trước. kéo người lâu la đi luôn. Kéo làm la đi luôn. Rồi thứ hai, ngài Sariputta sau khi ngài xuất gia rồi không, sáu người em kéo đi tu hết luôn. Không bè thừa cái gia tài. Thầy đối với các vị cái đó là cái đồ bỏ đi. Thưa quý vị, khi mà Đức Bồ Tát tức là Thái tử Siddhartha ngài bỏ đi á, tu á, thì dòng họ Thích Ca mới hứa là mỗi chọt tộc á, sẽ cho một người đi xuất gia với Đức Phật nếu theo ngày này thành đạo. Thì trong nhóm có Ananda, Anuruddha, vân vân. Thì khi đó đó, Ubali là cái người
thợ cạo tóc trong hoàng cung, thì lúc này mới cạo đầu cho các vị đó, các vị vương tử, có Ananda, đúng Bứt Phá rất là nhiều. Thì các vị mới cởi vòng vàng mẫu mã gì ma, cái vòng vàng đồ xịn không à, đồ mắc tiền của hoàng cung, đồ áo quần vòng vàng đưa cho Ubali. Ubali mới nói một câu, ngài Ubali mới nói một câu: những cái này các ngài bỏ giống như phun một cái nước bọt ra rồi, tôi không lẽ tôi hốt lại. Và ngài mới xin đi tu theo luôn, bỏ cái vòng vàng đó hết. Quý vị phải biết á, mình có đứa con mà nó đi xuất gia đó, là một cái điều cao thượng hơn bất cứ cái gì trên đời này. Mà xuất gia cũng là một trong 10-13 la mật. Con trai đức vua Xà Thế là thiện thân của là Bồ Tát Mát Tây Giá, Bồ Tát Di Lặc. Thì cái thời Đức Phật á, thời đó ngài cũng hành cái hạnh xuất gia ba la mật, là cái hạnh thứ 10 để khép kín ở dòng ba la mật của cái hạnh xuất gia. Nếu mình nói á, một người con một mà xuất gia xong rồi là bất hiếu là không đúng. Có hiếu mới xuất gia, cho dù con một có hiếu dữ lắm mới xuất gia đó. Tại vì quý vị không tưởng tượng nổi cái người con mà đi xuất gia là cái người mẹ họ được cái gì đâu, họ được cái phước báo gì đâu, rất là. Cho nên vua Minh Lăng Đà mới hỏi đại đức Nagasena làm thế nào mới được là quyến thuộc của chư tăng. Chẳng cúng dường như vậy nè, chẳng có được làm quyến thuộc chư tăng hay không? Ngài Nagasena nó không có được. Đại vương phải có người con xuất gia trong giáo pháp thì mới được là quyến thuộc của chư tăng. Quý vị không hiểu nổi cái sự cao thượng của cái xuất gia, cho nên quý vị thấy cái này là mình ảnh hưởng phong tục Tàu Trung Quốc. Bất hiếu, không có con trai nói giỏi là bất hiếu. Không vâng. Ngài Pratapala kêu bà mẹ đó với ông già đó: gia chủ hãy đem những cái vàng bạc này nè, nhảy lên xe, sau đó đẩy xuống biển. Nói vậy không lẽ quý vị, không phải quý vị về quý vị đem tài sản quý vị âm dục nha. Tại vì đối với bậc thánh á, cái đó là vô nghĩa. Thật ra là giờ mình nhìn thấy con chó nó gặm cục xương mình thấy có gì đó, thì cũng vậy thôi. Chư thiên họ nhìn xuống họ thấy mình già ôm đống vàng đống bạc, mấy chục con giường, mấy chục con ruộng, nhà lầu xe hơi, họ thấy có gì đó, đúng không? Cái tùy theo cái cấp bậc phước báo á, cấp bậc. Cái người nghèo á, họ nhìn cái người giàu á, ước ao được như người giàu. Còn người, nếu người giàu biết đạo, họ ước ao được như chư thiên. Nhưng chư thiên họ ước được đắc thánh. Cho nên á, cái câu chuyện có một đứa bé đó, nó ngồi ở cái ghế ở cái công viên đó, nhà giàu mà ăn mặc rất là đẹp, mang đôi giày rất là đẹp, mặc đồ cái bé gái. Thì cái đứa bé gái thứ hai đó, cái đứa bé gái ăn là bán vé số rất là nghèo đó, mặc đồ rách rưới đi chân không đó. Nhìn cái đứa bé gái ngồi trên cái băng ghế đó, ước ao được có bộ đồ như vậy, và đặc biệt là đã đi chân không mà nghèo quá không có về mua đôi giày, được mang đôi giày của đứa bé đó. Nhưng mà đứa bé đó nó ngồi trên gần ghế á, ước ao được chạy nhảy như là cái đứa bé bán số. Tại vì đứa bé này bị liệt cái chân, không có đi được. Ở địa vị nào nó ước mơ cái này. Mình là một người bình thường, mình nghĩ rằng mình làm con là mình phải báo hiếu cha mẹ, mình phải nối nghiệp chồng họ, mình phải vân vân. Nhưng ở cái địa vị của một người hiểu pháp của chư tăng, đi tu là một cái hành động trả hiếu cao thượng nhất, không có cái gì bằng. Có một cái câu mà nghe từ đầu của sư Chánh Tâm nói, sư thấy rất là hay, và nó là cái sự đáng để gọi đánh thức quý vị.
đó là gì? Tại sao mình coi cái chuyện mình bỏ cái thứ sanh tử luân hồi để mình cầu cái thứ vô sanh niết bàn mà mình coi nó là tội lỗi nha? Cái đó là chỉ ở những cái người mà họ chưa có hiểu thấu giáo pháp thôi. Mình bỏ cái bỏ thứ sanh tử để mình cầu thứ vô sanh đó. Cái đó mới là cái cao thượng.